Vâng, xin chào các anh chị. Trong cái video trước đây thì tôi làm là 8 cái điều mà cha mẹ nên dạy cho con gái. Thì rất là nhiều phụ huynh mới comment mà hỏi tôi, thầy ơi thế thì dạy con trai như thế nào? Thì ngày hôm nay thì tôi sẽ dành thời gian để tôi chia sẻ cho anh chị cái 8 cái điều mà cha mẹ cần phải dạy con trai là gì. Chúng ta vô luôn nha. Điều đầu tiên mà cha mẹ sẽ dạy cho con trai của mình đó chính là bài học của sự chiến thắng và thất bại. Có những đứa trẻ các anh chị biết không mà nó không có chơi được với bạn bè, vì một lý do duy nhất là nó chơi bất kỳ một cuộc chơi nào nó cũng muốn là phải trở thành đứa chiến thắng. Rốt cuộc là nó giành giật, nó chiến đấu như thể là một cái trận chiến. Thì dường như bạn bè không thích chơi với những đứa giống như vậy, đúng không ạ? Rồi cái quan trọng thứ hai nữa đó chính là người cha mẹ cần phải dạy cho con, cứ mỗi lần con chiến thắng thì đừng có quá ngông cuồng, mà phải biết chia sẻ những cái cơ hội cho người khác. Và dạy cho con biết rằng trong cuộc đời đôi lúc thua lại là những cái lúc mà giúp cho con học được nhiều thứ. Nhưng mà cái điều ác nghiệt nhất đó là nhiều người cha mẹ cũng nhiều khi không có nhận ra rằng là thất bại lại là một bài học dành cho con. Do đó trong cái cách mà chúng ta nuôi dạy con á, cũng giống như tôi, quý vị biết không ạ, cứ mỗi lần con tôi nó té, nó làm bể một cái bộ đồ hay là nó bị mất một cái món đồ, thì lúc đó thôi không la con tôi đâu anh chị. Hay là tôi dạy cho nhiều phụ huynh đã áp dụng cái bài học này trong cuộc sống. Khi mà đứa trẻ làm sai thì cái người mẹ nói với con rằng yes, tuyệt vời, con đã có một bài học tuyệt vời ở đây, không đánh con, không la con. Và lúc đó đứa trẻ nó sẽ thấy rằng là thất bại không phải là một thứ gì đó ghê gớm lắm, mà thất bại là lúc mà con học được một bài học tuyệt vời cho chính mình. Bài học thứ hai mà cha mẹ cần phải dạy cho con đó chính là phải biết nâng đỡ và tôn trọng phụ nữ. Người đàn ông mạnh là người có khả năng nâng đỡ được người khác lên trên, nâng đỡ những thứ khác lên trên chứ không phải đạp những thứ khác trở xuống. Do đó hãy dạy cho con cái cách biết yêu thương, tôn trọng và nâng đỡ phụ nữ. Ở những đất nước phát triển thì chúng ta nhìn thấy được điều này rất rõ ràng. Người đàn ông mạnh là người mở cửa cho phụ nữ, là người nắm bàn tay cho phụ nữ, xách giỏ cho phụ nữ, nấu ăn cho phụ nữ. Đó là thể hiện cái văn minh của trí tuệ loài người. Hãy dạy cho con tôn trọng và nâng đỡ phụ nữ. Bài học thứ ba mà cha mẹ cần phải dạy cho con trai đó chính là hãy dạy cho con biết nói lời xin lỗi, nhận ra những sai lầm của mình. Những người mạnh là những người biết quay về bên trong của mình, tìm ra những khuyết điểm và nhận những khuyết điểm đó để tìm cách sai. Do đó những người cha mẹ, mỗi lần mà con của mình làm những điều gì á nó không đúng á, thì nhớ rằng đừng có lo cho con cảm thấy sợ lắm mỗi lần con làm sai. Hãy nhẹ nhàng đến với con và để cho con tìm kiếm ra những điều mình không tốt. Các anh chị nhìn thấy ở những đất nước phát triển, cứ mỗi lần trẻ làm sai, điều đầu tiên người ta đâu có đánh, người ta đâu rầy, người ta đâu la, mà hãy dạy cho cách tự suy nghĩ và tìm ra những sai lầm và khuyết điểm của mình. Sau đó quay ra bên ngoài nói cho ba mẹ biết hôm nay con đã làm sai điều gì. Bài học thứ tư là phụ huynh cần phải biết dạy cho con những kỹ năng sống cần thiết và đơn giản trong chính gia đình của mình. Những cái kỹ năng này nó sẽ giúp cho trẻ rất là bản lĩnh và tự tin khi mà sống tự lập trở về sau. Rất là nhiều người phụ huynh cứ nghĩ rằng là những việc này khó, cần phải đến trường học. Không thưa các anh chị, những cái việc như là lấy búa, đóng đinh, sửa ổ điện, rửa ly, hay là chúng ta vặn một cái ốc, tất cả những kỹ năng này rất là cần thiết cho một đứa con trai để cho con tự lập và trưởng thành, cũng như chịu trách nhiệm về những thứ xung quanh trong cuộc đời của con khi trưởng thành. Nhìn khi mình nhìn nhỏ như vậy đó, nhưng mà khi con làm thuần thục rồi đó, sau này bước ra cuộc sống làm nó dễ dàng và nhẹ nhàng như chơi. Bài học tiếp theo mà cha mẹ cần phải dạy cho con đó chính là hãy dạy cho con tự lập. Từ cái việc nấu ăn, từ cái việc rửa chén, từ cái việc mà lấy cơm trong gia đình của mình, nấu nước nóng, tất cả những cái kỹ năng này cần phải dạy cho con. Và khi nó được rèn luyện chỉ vài lần trong cái hành trình mà con trưởng thành như vậy thì con sẽ cảm thấy nó rất dễ dàng và con yêu thích nó. Và điều đó giúp cho con ra này lớn lên tự lập và tự lo cho cuộc sống của mình cách rất là dễ dàng. Và quan trọng hơn nữa, người đàn ông làm được điều đó trông rất là quyến rũ trước đôi mắt của những người phụ nữ. Bài học tiếp theo mà những người cha mẹ cần phải dạy cho con đó chính là hãy dạy cho con được thể hiện cái chính kiến và quan điểm của mình. Rất là nhiều người cha mẹ nuôi dạy con mà nhiều khi thường nói câu là con nhỏ biết gì đâu nói. Cái này người lớn đang nói chuyện, những điều đó nó thật sự không tốt với một đứa trẻ.
làm cho đứa trẻ còn không tin vào ý nghĩa của mình, còn không tin vào chính bản thân của mình nữa. Do đó anh chị hãy nhớ rằng ngay từ khi còn nhỏ hãy tập cho con ra quyết định, con thích ăn món A hay món ăn B, con thích ăn cháo hay ăn phở, con thích ăn cơm hay ăn bún, con thích mặc áo màu đen hay mặc áo màu xanh, con thích đi xe hay là con thích đi bộ, con nghĩ như thế nào về cái bộ đồ này của ba. Hãy cho con được phát biểu ý kiến của mình. Và thậm chí khi anh chị chở con đi mua một cái bộ đồ hay mua một cái món ăn thì cũng nên trao đổi ý kiến của con. Và quan trọng hãy nhớ rằng cứ khi con đưa ra một ý nghĩ thì anh chị cũng phải tìm cách để khen ngợi cái cách mà con tự tin trình bày cái suy nghĩ của mình. Không nhất thiết đúng hay sai, nhưng cái quan trọng nhất là đứa trẻ nó được dám thể hiện cái suy nghĩ của nó. Dần dần thì sao ạ? Thì tự nhiên nó cảm thấy rằng là những cái suy nghĩ của nó giá trị, nó được người lắng nghe, và sau này nó sẽ cảm thấy tin tưởng vào cái lời của trẻ nói hơn. Khi con người tin tưởng vào mình cộng với những thứ mà con học tập trong cuộc đời mình thì lúc đó con dám thể hiện cái quan điểm và chính kiến của con. Do đó đây là một bài học rất quan trọng với một đứa con trai. Wow! Bài học thứ 7 mà cha mẹ hãy nhớ rằng là hãy cho con của mình nó được tự do, được thể hiện, được vui chơi, được nhảy múa, miễn sao rằng nó không gặp những nguy hiểm mà thôi. Đôi khi những người bố mẹ quá cẩn thận quá trời quá đất luôn. Con của mình nó vừa chạy chút xíu, con coi chừng té. Nó vừa chơi với bạn, ơi đừng có đánh bạn, trời ơi đồ nguy hiểm lắm, thôi đứng lại đi, dẹp đi, trời ơi tôi thấy mày phiền phức quá, ngồi im đó. Điều đó không tốt chỗ nào cả. Hãy cho trẻ của mình nó được tự do, được trải nghiệm, được bay, được nhảy trong cái tầm quan sát của chúng ta. Hãy mở cái vùng thoải mái. Cái cách mà đứa trẻ nó thể hiện ngay từ khi còn nhỏ là cái lúc mà nó được trưởng thành, nó được mạnh mẽ hơn. Hãy nhớ rằng đừng có ép con quá, đừng có bắt con quá. Đứa trẻ mà nó vận động là tốt, nếu mà nó cứ ngồi im một chỗ thì đó là điều nguy hiểm. Chuyện gì sẽ xảy ra khi một đứa trẻ nó được lớn lên và sếp kêu cái chuyện A thì làm A, kêu chuyện B thì làm B, và nó chỉ ngồi im đó, nó thụ động trong cuộc sống và trong công việc đó, thì nó có thành công được không? Nó thiếu đi cái tính linh hoạt. Nên cái sự năng động, chủ động, được trải nghiệm, cái sự tò mò, cái sự hiếu kỳ, cái việc mà lao ra bên ngoài làm cái này làm cái kia là một điều tuyệt vời, có tố chất của người thành công. Và bài học cuối cùng mà cha mẹ cần phải trò chuyện với con, và đặc biệt là người bố, hãy trò chuyện với con trai của mình theo cái cách của hai người đàn ông trò chuyện. Hãy dạy cho trẻ cảm thấy được rằng con thật sự trưởng thành, con có khí chất của một người đàn ông, có bậc trượng nghĩa. Hãy cho con biết được rằng con được tôn trọng, và lòng tự trọng và bản lĩnh của người đàn ông nó nằm ở trong con, không phụ thuộc vào tuổi tác. Khi đứa trẻ nó được người cha trò chuyện và tin tưởng con như khí chất của một người đàn ông ngay từ khi còn bé, thì tự nhiên đứa trẻ này nó được lớn lên tự tin và thần thái, cái phong cách thể hiện, cái cách suy nghĩ và cái bản lĩnh bên trong sẽ được hình thành. Do đó đây là bài học rất là quan trọng để giúp cho hai cha con kết nối với nhau. Xin cảm ơn các anh chị, và đây là những bài học tuyệt vời, và tôi tin tưởng rằng những người cha mẹ ở đây, anh chị có thể áp dụng vào trong cuộc sống để nuôi dạy con của mình trở nên tốt hơn. Và nếu như anh chị mong muốn được học nhiều bài học tuyệt vời của tôi thì hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới, và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.